Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì như những video trước đây, em đã giới thiệu cho mọi người về một dòng máy Intel Nhật Lạc mang hiệu suất để bàn. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người cũng là một dòng máy Intel Nhật Lạc nhưng nó mang hiệu suất công nghiệp, có thể in ấn được số lượng lớn, in liên tục và có hiệu suất mạnh mẽ hơn so với dòng máy để bàn rất là nhiều. Thì đó là dòng máy RIN 4012 PLM+. Thì dòng máy này nó sẽ phù hợp cho các công ty làm dịch vụ, cho chuỗi resort, khách sạn hay là nhà hàng, hoặc là các công ty làm dịch vụ cho các công ty lớn tại các khu công nghiệp. Thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu, khám phá xem nó có những tính năng gì và khả năng in ấn ra sao. Thì đây là dòng máy RIN 4012 PLM+ mà em muốn giới thiệu với mọi người. Như ban đầu em nói thì đây là dòng máy mang hiệu suất công nghiệp. Như mọi người có thể thấy là dòng hiệu suất công nghiệp này, bên ngoài của nó đây. Review từ bên ngoài vào bên trong nhé mọi người. Mọi người có thể thấy là hầu như là các vật liệu làm là hầu như được làm bằng kim loại hết cho mọi người, chỉ có một số chi tiết thì người ta làm bằng nhựa thôi ha. Đây, nhựa hoặc cao su thì hầu như các chi tiết là được làm bên ngoài là bằng kim loại. Đây, nó mang hiệu suất in công nghiệp nhưng thực tế mọi người có thể thấy là cái hình dáng của nó cũng như là cái kích thước của nó cũng là khá nhỏ. Thì đây là một trong những cái điểm còn của dòng máy này ha, giúp mình có thể là đặt ở những cái vị trí chật hẹp hay là có thể là tiện lợi hơn. Đó, mọi người nhìn bên trong. Bên trong như ban đầu em cũng nói thì nó cũng hầu hết là các kết cấu của nó cũng được làm bằng kim loại nên thành ra là rất là chắc chắn. Hiệu suất công nghiệp thì thành ra là lúc mình in ấn hoặc là thị trường sẽ để những cái nhà kho hay là nhà xưởng để mà in, nên thành ra là những cái vật liệu và kết cấu chắc chắn này thì nó cũng giúp ít và cũng giúp cho mình bảo quản được chiếc máy này nó có thể là được tốt hơn ha, tránh được những cái việc như va đập va chạm này kia. Để mọi người có thể xem ha. Về bên trong thì trong này thì đây là hai cái trục, đây là trục mực và đây là trục thu. Sau khi in xong nó sẽ cuốn lại. Phía trước này đây là cụm đầu in ha. Còn phía trong này thì đây là cái cần gạt giấy giúp để mình có thể là để cái nhãn này, cuộn nhãn nó băng vào bên trong ha, cuộn nhãn vào bên trong. Đây. Rồi mọi người có thể xem ha, xem một xí thì mở lên. Thì đây là cái vị trí đầu in của nó. Dòng máy này có độ phân giải nó là 300 dpi và độ rộng đầu in là 4 inch tương đương với tầm là 105 mm nha mọi người. Ha. Mọi người xem kết cấu phía trên dưới này là cái đường của giấy. Đây phía trong này có hai cái để mình giúp mình nạp cái giấy lại ha. Nạp cái nhãn lại để trong quá trình in thì nó sẽ không bị lật, không bị chảy ha. Ở phía trước này thì nó có cái đèn này, đèn led này để nó hiển thị cái trạng thái của cái dòng máy cũng như là hai cái đèn led dưới này để cho mình có thể là xem được cái trạng thái của dòng máy nó như thế nào và nó báo lỗi sao sao ha. Có những một số cái nút nhấn để mình giúp mình thao tác trong quá trình in ấn. Đó mọi người thấy không? Khá là đơn giản cũng như là tiện lợi để cho mình có thể là sử dụng đối với dòng máy này. Mọi người xem không? Và tiếp theo dòng máy này thì em cũng giới thiệu qua thì về kết nối của nó. Hiện tại nó có hai cổng kết nối, một là cổng USB, hai là cổng RS232. Hai kiểu kết nối đó thì mình có thể sử dụng để kết nối với phần mềm hoặc là kết nối với máy tính để sử dụng. Cổng USB là cái cổng thông dụng quá rồi ha. Có thể thì em bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem để cho mọi người có thể xem cái khả năng in ấn của cái dòng máy in này. Đây mọi người in đó. Thì em đang để cái khoảng trống khá là dài, mục đích là để mình có thể là đính lên áo quần hoặc là mình cột vào ha. Đây mọi người xem những cái nét chữ của nó in ra ha. Dòng máy 300 dpi nên thành ra là cái nét chữ in ra là khá mịn và rõ ràng chắc nét. Những con tem này nó phục vụ trong cái mảng giặt ủi thì chắc chắn nó phải đảm bảo được yêu cầu, một là in ra sắc nét, thứ hai đó là khi mà giặt thì những cái nét chữ trên này nó sẽ không bị bay, không bị phai. Thì con tem này của em thì chắc chắn nó cũng sẽ đáp ứng được cái yêu cầu đó để cho mình có thể là phục vụ ha. Chiếc máy này nó cũng in ra sắc nét và không bị bay, không bị phai cái mực này ha. Đây thì em sẽ cắt ra một vài con ha, em sẽ thử cho mọi người xem về cái độ bám dính của cái mực này. Đây thì em đã chuẩn bị. Đây em sẽ chuẩn bị một cái dĩa ha, em để trên này là cái xà phòng giặt áo quần của mình nhé mọi người. Đây xà phòng giặt áo quần của mình, em sẽ ngâm vào và em sẽ giặt cho mọi người xem ha. Thì hiện tại thì em chỉ có mô phỏng thôi, còn nếu như mọi người cần cái mẫu thực tế và cần demo mọi người có thể là tới công ty Thế Giới Vật hoặc là yêu cầu Thế Giới Vật sẽ demo và gửi mẫu cho mọi người nhé. Đây em sẽ giặt mình lên nào.
đây. Đây, em chào mình nha mọi người có thể xem ha. Đây, chữ nó vẫn còn rất là rõ ràng này, nó chỉ nhăn nhăn do em giật nó chỉ nhăn nhăn thôi ha. Đó, mình thấy không? Chữ nó vẫn còn rất là rõ ràng và nó không bị mất một cái nét nào cả nha mọi người. Rất là cứng này, ví dụ như em lấy móng tay em chà này. Đó. Mình có thể xem ha, cái khả năng in ấn sắc nét đi kèm với đó là mực không bị bay, không bị phai trong quá trình mà giặt ủi giặt là. Thì hiện tại em chỉ mô phỏng cho mọi người xem thôi ha, còn trong cái quá trình giặt qua máy giặt hay máy ủi thì bên em cũng đã test rồi và cũng đã chắc chắn là sẽ đảm bảo được 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 cái tiêu chuẩn này để cho mọi người có thể là sử dụng trong cái ngành giặt là giặt ủi này. Thì đối với dòng máy này thì mọi người có thể xem đây là cái phiên bản tiêu chuẩn. Khi mà in ra thì mình phải cắt từng cái, nó khá là mất thời gian. Nếu dòng máy này nó cũng có hỗ trợ thêm một cái phiên bản, đó là mình có thể mua thêm cái option đó là dao cắt. Mình có thể gắn dao cắt trước này, thì lúc mà in ra từng con tem thì nó sẽ cắt cho mình. Mình không cần phải mất công là sử dụng kéo hoặc là sử dụng tay để cắt, để mình có thể tiết kiệm thêm nhiều thời gian trong cái quá trình mà làm việc và nó sẽ tiện lợi hơn. Thì bây giờ em sẽ lắp dao cắt vào và tiến hành in thử cắt cho mọi người xem về cái nguyên lý cắt của chiếc máy này như thế nào nhé. Thì đây là cái dao cắt mà em vừa gắn thêm nha mọi người. Thì cái option thêm mọi người có thể đặt thêm thay vì là mình sử dụng cái bản tiêu chuẩn ha, thì nó sẽ nhô ra như thế này nha mọi người. Đó, mọi người có thể xem nó nhô ra cũng không quá lớn, cũng khá là nhỏ. Đây, dao cắt này thì hầu như nó cũng được làm bằng kim loại ha. Thì đây là cái dòng dao cắt cơ nha mọi người, cắt cơ. Thì em sẽ tiến hành in cho nó cắt thử cho mọi người xem. Đây, in thử ba con đi ha, cắt ha. Đây. Mọi người có thể thấy đi ra con nào thì cắt con đó ha. Đó, in ra nó sẽ tự động cắt cho mình này, mình khỏi cần phải lấy kéo cắt. Còn nếu như mà mình sử dụng mặt tiêu chuẩn thì nó sẽ in ra một dải như vậy đó, mình số lượng in bao nhiêu thì nó sẽ ra bao nhiêu. Còn ở đây thì mọi người in bao nhiêu thì nó sẽ cắt ra đúng theo từng con và nó sẽ cắt theo cái tốc độ in của dòng máy này, thì mình cũng có thể cấu hình cái tốc độ in của nó. Thì dao cắt nó sẽ tương thích, nó sẽ tự động cắt cho mọi người. Nó cắt này, mọi người có thể xem ha. Nó cắt rất là đều nha. Đây, cái đường vật này em kẻ để cho mình có thể là dễ để cắt này, nó cắt này, đều ha. Còn lúc này thì em cũng đã test cho mọi người xem về cái khả năng bám dính của mực ở trên cái chất liệu này rồi. Đó, mọi người xem. Đây thì nó cắt đây, đó. Mọi người có thể xem thêm. Thì đây là một số tính năng của cái dòng máy này, mọi người có thể tham khảo ạ. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về dòng máy Intel giặt là mang hiệu suất công nghiệp và model đó là RIN 4012 TLM cộng, thì mọi người có thể xem ở đây ha. Thì như em xin nhắc lại một chí, thì dòng máy này hiện tại nó đang có hai phiên bản, một là phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ gồm chiếc máy này và nó sẽ in tem ra liên tục những con tem giặt là như thế này. Thứ hai là mình có thể là chọn thêm một cái phiên bản cao cấp hơn, đó là có thêm dao cắt ở trước này để cho mình có thể là tự động in và nó sẽ tự động cắt từng con tem như thế này, đỡ bất công mình phải cắt tay. Thì cái dao cắt này đang là dạng dao cắt cơ, thì tùy theo cái mức chi phí của mình như thế nào thì mình có thể là lựa chọn cái dòng máy cũng như là thêm cái option phù hợp để mình có thể sử dụng. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là mọi người cần tư vấn bất kỳ vấn đề gì về các dòng máy Intel như giặt là hoặc là các dòng máy Intel bảo vật, thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.